Đây, Jenny mới tự nhuộm tóc xong. Không biết là các chị nào muốn học tự nhuộm tóc không? Đó. Tự nhuộm tóc cho mình ha. Chị nào muốn học tự nhuộm tóc thì click vào cái đường link đó, sẽ có cái video hướng dẫn mấy chị tự nhuộm tóc cho mình chọn màu nào nha. Rồi, Jenny bye bye. Rồi, hôm nay Jenny chia sẻ về nhuộm tóc nha. Đầu tiên là màu của Jenny nhuộm là màu số 9. Đây là cái loại màu Jenny mua, gọi là Solid Color. Và Jenny mua là màu 805A, tức là số 8 ha. Và 850A, Jenny trộn hai cái này lại với nhau thì nó sẽ ra màu số 9. Tại nó hết màu số 9. Thì bên này đó là Jenny có làm 1 ao, 2 ao. Cái này là mình còn lại 2 ao. Rồi bên này là mình sẽ cũng còn lại 2 ao. Thì nếu là cái đầu của Jenny thì Jenny sẽ cần là một tip như vậy. Nếu mà anh chị nào có một tip như vậy màu số 9 thì là anh chị sẽ bỏ một tip như vậy màu số 9. Còn Jenny hết màu số 9 thì Jenny sẽ bỏ màu số 10 và màu số 8 trộn lại để ra màu số 9. Tóc này là sáng ha, màu Việt Nam của mình á, thì nó giống như tóc của Jenny đó, là màu đen, đen rất là đen, cho nên là khi mình trộn lên màu số 9 nó cũng không có ra blonde giống như là tóc Mỹ. Rồi trong lúc tranh thủ mà mình bỏ màu lên trên tóc đó thì mình đắp cái mặt nạ lên, rồi tí xíu nữa mình đi gội đầu thì mình rửa mặt luôn. Một công hai ba việc, mình mẹ bốn con mình bận rộn mà, mình phải tranh thủ chứ đúng không? Rồi hôm nay đó thì đúng ra là khi làm á, thì anh chị nên đeo găng tay nhá, và mặc áo màu đen thì chắc chắn rồi, nhưng mà anh chị nên đeo găng tay. Xong rồi thì mình cuộn mấy cái này, mình bỏ nó trở lại vô trong cái hộp rồi mình đeo mình giục đi ha. Rồi khi mình bỏ màu rồi á thì mình sẽ cần nước để mà mình trộn, thì nước cũng là tỷ lệ 20 nha, nước là 20% á. Nếu mà anh chị mua nước 40 hoặc là 30 thì nó sẽ sáng dữ lắm. Cho nên là nhuộm tóc này thì mình sẽ nhuộm 20, mình pha tỷ lệ 1:1. Jenny thì Jenny canh quen rồi, cho nên là Jenny cứ vậy, Jenny đổ vô thành tỷ lệ 1:1 thôi. Rồi mình cũng dùng cái cọ của nó, mình quấy cho cái màu nó đều lên. Ok, mình quấy cho nó đều lên thôi. Rồi khi nó đều lên rồi đó thì đúng ra là mình nên có cái găng tay nha, nhưng mà tại nhà hôm nay hết trơn găng tay nên mình sẽ làm không. Đầu tiên á, thì mình sẽ đi nơi cái rạc này trước đó, rồi mình sẽ đi ở đây xung quanh cái viền này trước đó, rồi mình sẽ làm chơi kiểu này là thôi các tiệm tóc không biết làm sao mà kiếm tiền luôn nè. Đó, mình làm cho kỹ trước cái viền này ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi, Jenny sẽ đi xuống tới dưới này. Đợt này thì Jenny sẽ không có đi chân tóc, tại vì không có cái găng tay để mình vuốt cái chân tóc đó, cho nên là Jenny chỉ đi ở trên cái khúc mà Jenny cần cho nó sáng thôi. Rồi sau đó thì mình rạch qua bên này và mình tiếp tục mình bôi. Rồi sau bên đó thì mình lại đi bên đấy. Cứ như vậy và mình làm cho nó đều, cho nó kỹ hết cái tóc của mình thôi. Nếu mà Jenny đi chân tóc và đi cả tóc lại, over cái màu lại đó, thì Jenny sẽ đi cái chân tóc trước. Sau khi mình đi xong hết chân tóc rồi đó thì Jenny mới đi dưới cái cọng tóc ha, dưới cái rút trước rồi mới đi ngoài cái đọt tóc ha. Đó, cứ vậy là mình bỏ lên thôi. Hồi xưa thì Jenny thường hay đi ra ngoài tiệm em của Jenny làm, nhưng mà sau này Jenny làm biếng, không có làm highlight nữa, và Jenny làm biếng thì Jenny tự làm ở nhà, tranh thủ lúc con ngủ hoặc là
lúc nào cũng được hết đó. Mình tranh thủ lúc nào mình tiện mình làm đó. Làm ngoài em của Jenny thì Jenny gọi một cái là cô Huệ làm cho liền thôi. Cô Huệ làm tóc cho Jenny là 16 năm nay rồi đó, như lần này mới là lần thứ hai Jenny tự nhuộm thôi, chứ hồi xưa tới giờ toàn cô Huệ làm cho thôi à. Cứ vậy mình quẹt qua rồi mình quẹt lại thôi. Nhớ là mình mặc màu đen ha. Và mình làm ở trên cái sàn 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 ở trong nhà tắm của mình á, nó có gạch á, nó có rớt xuống á, mình lau nó cũng dễ nha. Mình thấy chưa ấy thì mình quẹt nó thêm. Mình ra mình đừng có dở, nó dày quá đó thì nó không có thấm được cái màu vô trong cái chân á, thì nó bị lủng lỗ thôi. Tiếp tục như vậy mình đi cho tới hết tóc của mình. Rồi bây giờ mình sẽ trả ngược lại cái phần này qua bên này ha. Mình sẽ đi cái phần ngược lại bên này. Đúng. Jenny thì Jenny làm được cả hai tay. Từ ngày học làm facial xong thì mình học mình làm hai tay, cho nên mình làm bên nào thì mình làm, mình dùng tay bên đó. Mình làm kỹ á, thì là mình không có bị lủng lỗ. Mình làm không kỹ thì nhiều khi nó sẽ lủng lỗ, đặc biệt là mình tự làm cho mình á, thì mình cần phải làm kỹ một chút. Mình sẽ làm cái đỉnh ha. Mình vẽ ha, xung quanh này này mình nhớ mình vẽ nó vô ha. Đó, xong rồi mình mới vẽ mình sau cái chóp này lên ha. Ở bên này cũng tương tự như vậy ha.
ngoài sau này thì không sao, nó ở dưới á, cho nên lỡ mà nó có bị hụt một chút cũng không sao hết, quan trọng là trên cái chóp của mình đó. Đó, xong rồi qua bên này mình còn chút xíu còn lại, mình muốn trét chỗ nào thì mình trét. Đi lại cái đường viền xung quanh của mình này, để đặng lỡ nó có lòi ra nó khó chịu lắm, nó có bị lủng ở đây nó khó chịu lắm, cho nên là mình sẽ đi lại một lần nữa để mình make sure là nó cover hết. Đó. Hết trơn hết trọi ha. Nè, mình hết nè. Bây giờ mình hết ấy nó dần chút xíu thôi. Rồi, mình lấy cái kẹp tóc. Mình kẹp lại. Nếu mình có cái bao ni lông á thì mình lấy cái bao ni lông mình cột lên. Mình cột lại ha. Ví dụ như mình lấy cái bao đi chợ này cũng được này. Mình cột lại cho nó hầm hơi á, cho nó mau và cho nó đi đều vô. Như là mình dùng cái máy steamer vậy đó. Thì thay vì mình không có máy steamer thì mình dùng cái này. Xong rồi mình để dậy mình đi làm việc, dọn dẹp nhà cửa, mình làm gì mình làm. Thì 30 phút sau mình sẽ quay trở lại để mình xả tóc là xong. Ok, rồi chị thì sẽ hoàn thành cái video này và gửi vào đây cho anh chị coi nha. Thank you các anh chị, chúc cho các chị lúc nào cũng đẹp với cái đầu của mình ha, đặc biệt là tóc bạc. Khi mà tóc bạc mà anh chị nhuộm số này thì tóc sẽ rất là sáng, tóc bạc thì nó sẽ giúp sáng hơn rất là nhiều nha. Rồi bye các anh chị. Rồi sau 30 phút thì bên mình trở lại. À, lúc này cũng vậy, mình cũng nên có cái găng tay nha. À, nhưng mà bởi vì nhà hết găng tay thì mình phải chịu thôi. Rồi. Chân đi sẽ bỏ cái xà bông lên. Chân đi gội xung quanh đây trước. Xong rồi Dân Đi không có xả nước mà Dân Đi sẽ gội xà bông như vậy. Dân Đi bỏ xà bông như vậy và Dân Đi sẽ gội hết cái đầu trước rồi Dân Đi mới xả nước lên gội nhé. Để cho nó, cái xà bông này khi mà nó chưa có bắt nước á thì nó sẽ làm cho cái da đầu của mình nó sạch. Còn khi nó bắt nước rồi đó thì nó sẽ khó sạch hơn. Dân Đi gội cái loại xà bông này, vừa shampoo vừa conditioner để cho tóc nó mướt ha. Rồi sau đó thì Dân Đi xả vào một cái loại gọi là grit conditioner ha. Đó. Như vậy cái tay của mình nó cũng đỡ dính cái xà bông lên nữa. Rồi bây giờ Dân Đi sẽ đi gội đầu và một tí xíu nữa cho anh chị coi tóc nhé. Rồi khi mà mình gội đầu xong đó, thì tóc của mình nó sẽ như vậy nè. Bây giờ em sẽ đi sấy khô nha.
sấy cái tóc mình khô ra đó, thì cái màu mình nó sẽ là như vậy. Ở đường dưới này đó là nó còn có những cái sợi highlight của hồi trước á, thì nó sẽ có những cái sợi sáng hơn. Nhưng mà ở đường trên á, thì nó sẽ là màu như vậy đó. Chị nào mà thích nhuộm màu sáng như vậy thì đó, màu số 9N ha. Rồi Jenny chúc cho các chị lúc nào cũng luôn trẻ đẹp, sợ yêu đời, tự tin nha. Quan trọng là phụ nữ mình là phải tự tin nha. Thank you mấy chị đã theo dõi. Và mấy chị muốn làm video gì thì mấy chị hãy comment cho Jenny biết, thì Jenny sẽ làm video cùng với các chị nhé. Thank you, bye bye. Đây Jenny mới tự nhuộm tóc xong. Không biết là các chị nào muốn học tự nhuộm tóc không? Tự nhuộm tóc cho mình ha. Chị nào muốn học tự nhuộm tóc thì click vào cái đường link đó, sẽ có cái video hướng dẫn mấy chị tự nhuộm tóc cho mình, chọn màu nào nha. Rồi, Jenny bye bye.